Hello mọi người, lại là Thanh đây. Thì để Thanh kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện rất là đau khổ của Thanh, đó là Thanh vừa quay một cái clip xong và sau khi xong xuôi hết rồi, Thanh chợt phát hiện ra Thanh không có cắm mic vào, có nghĩa là nguyên cái clip vừa rồi Thanh quay nó xong phim rồi, nó hư mất tiêu rồi, phải quay lại hoàn toàn, không hề có tiếng, chán đời thiệt luôn. Này á, hay quên lắm mọi người ơi. Nhớ nhớ quên quên thôi. Hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người cái này, sẽ là một cái chiếc review ngắn thôi, tại vì cái sản phẩm này á, nó có cái công dụng đặc trưng chứ nó không phải là đa công dụng, nên là mình không có cần nói gì nhiều hết. Thì Thanh đưa lại gần cho mọi người xem ha. Cái sản phẩm này á, là Computer Eyes cho trẻ em của Huffy Care. Thì cái tên cũng nói lên là cái công dụng nó rồi, là cái này là dành để bảo vệ mắt của bé trước ánh sáng xanh. Thì trước đây Thanh từng review một loại bảo vệ mắt bé trước ánh sáng xanh rồi, nhưng cái đó là của hãng Natureway, là cái viên kẹo dẻo. Còn cái này là của hãng Huffy Care, thì viên này là viên kẹo cứng á mọi người, nó giống như viên thuốc nén nhưng nó mềm hơn, xốp hơn cái viên thuốc nén đó, để cho bé nhai được dễ dàng hơn á. Thì đây là cái viên kẹo đó, là bé sẽ nhai. Mọi người ơi, bé từ 2 tới 12 tuổi dùng cái viên này và nhai hết nha mọi người. Không nên uống cái viên này đâu mà phải nhai mọi người nha. Thì cái phía trước á, nó cũng có để là duy trì sức khỏe mắt của trẻ em bằng cách bổ sung khả năng thích ứng của mắt và giảm mỏi mắt. Thì phía sau á, hãng cũng có ghi á, là Healthy Care Computer Eyes viên nhai này á, là một cái công thức được pha trộn giữa lutein nè, beta carotene, dialpha tocopherol succinate và zeaxanthin, giúp cho là hỗ trợ sức khỏe mắt của bé, chống lại cái cường độ mạnh của ánh sáng xanh từ máy tính nè, iPad nè, smartphone điện thoại di động nè, và những cái thiết bị điện tử khác á, để cho mà mắt của bé được bảo vệ hơn trước cái ánh sáng xanh từ cái màn hình chiếu vào á mọi người. Thì phía còn có ghi thêm những cái công dụng như là giúp duy trì cái điểm vàng trong mắt của trẻ em, hỗ trợ mắt thích ứng với các thay đổi về cường độ ánh sáng ở trẻ em và giảm mỏi mắt ở trẻ em. Thì những cái sản phẩm này dành cho bé từ 2 tới 12 tuổi, thì mọi người đừng hỏi Thanh là và sản phẩm nào dành cho bé dưới 2 tuổi nha. Tại vì dưới 2 tuổi mình không nên cho bé xem tivi mọi người ơi, nếu có thì hạn chế tối đa luôn, tối đa cực kỳ luôn, và nếu tốt nhất là không cho bé tiếp xúc với lại màn hình máy tính, tivi, điện thoại trước 2 tuổi, tại vì khi đó mắt của bé đó còn rất là nhạy cảm mong manh luôn mọi người, nên là nếu mình hạn chế được từ sớm á, thì mắt bé nó sẽ khỏe mạnh hơn, sau này sẽ hạn chế được những cái bệnh về mắt giống như là sẽ bị cận thị sớm đó. Chứ nếu mà tiếp xúc với lại màn hình sớm thì không hề tốt cho bé. Còn cái này là từ 2 tuổi tới 12 tuổi á, thì mỗi ngày bé sẽ sử dụng một viên thôi mọi người. Còn một lọ này là 60 viên thì bé sẽ sử dụng được 2 tháng nha. Thì những bé mà dạo này là đợt dịch vừa rồi á, các bé học online tại nhà rất nhiều á, thì Thanh thấy là nên bổ sung cái này cho bé là rất phù hợp luôn mọi người, để mà hạn chế mắt của bé bị cái ánh sáng xanh nó làm cho hư hại mắt của bé, nó làm giảm cái điểm vàng trong mắt của bé đó, nó sẽ làm sau này cho bé kiểu sẽ bị mờ mắt, sẽ bị cận mắt khó nhìn lắm. Thì á, cái này là cái sản phẩm bổ mắt bảo vệ mắt mọi người nha. Thì nếu mọi người còn thắc mắc gì thêm hay là lăn tăn gì thêm á, thì có thể mà nhắn tin trực tiếp vào Zalo cho Thanh đi 0769845698, rồi Thanh sẽ tư vấn mọi người với giải thích mọi người, hướng dẫn mọi người nhiều hơn ha. Còn hôm nay Thanh chỉ nói tới đây thôi. Bye bye mọi người.